đắc nhân tâm. Wow, bạn ấy để hình nền đây là màn hình của em, màn hình nền em yêu thích. Bạn đã đọc được cái cuốn sách này hết chưa? Thì đa số hậu đọc đi đọc lại rất là nhiều về cuốn đắc nhân tâm này đó. Không biết là hai bạn có thích đọc sách và những cái thể loại sách nào là mình thích ạ? Em cũng thích theo cái kiểu là tiểu thuyết và những cái mà nó về hướng thiên hướng tình cảm và gia đình hơn, vì nó cũng bồi bổ cho em những cái kiến thức về nghề diễn của em, nó trau chuốt cho bản thân mình hơn về nhiều cảm xúc. Còn Linh, em thì thật sự là ở nhà em nhiều sách lắm, phần lớn em đi chơi ra ngoài thì em chỉ chọn nhà sách để em đi và em rất thích đọc sách và đọc về những cái quyển sách nói về Doraemon, Bảy Viên Ngọc Rồng, Thiên Thú Mặt Trăng. Dạ không, thực chất là tất nhiên là phải có truyện tranh, nhưng mà em thích về những quyển sách mà nói về cách làm người. Thêm nữa là tiểu thuyết thì cũng có thích tiểu thuyết, nhưng mà đúng rồi, tiểu thuyết kinh dị. Em thích tiểu thuyết kinh dị em, tại vì trước em đọc rất là nhiều, tất cả phim thì em thích mỗi phim kinh dị. Áo em có thích kinh dị không? Em có bệnh tiền sử là tim bóng tim hơi to, và người yêu em thích sẽ em cũng sẽ thích. Thôi, lúc đó núp vô lưng người ta. Dung dạ. Em có thích tim màu kinh dị không? Không vậy được em ơi, Dung được em ơi. Em thích phim hài hước với lại tình cảm hơn. Hài hước tình cảm này fan tôi. Dung ơi. Dạ. Quan điểm của em quen một người con trai là như thế nào? Em thích một người vừa đủ điềm đạm mà vừa đủ thông minh với lại thêm một chút hài hước nữa, để cho cái gia vị của tình yêu nó sẽ đủ hơn, để nó không có bị nhàm chán. Hậu chắc đủ á. Dạ, còn Linh thì sao? Ngoài đời em ít nói lắm. Em cũng giống như Dung, em cần một người bạn trai mà có thể thấu hiểu được cho em. Những lúc mà em rất là trầm, chỉ thích đi đọc sách và thích đi xem phim một mình. Bạn có hình ảnh nào về gia đình không? Gia đình thì trong album Hậu thì không có ạ. Hiện tại anh có sống cùng với gia đình không? Thì Hậu cũng chia sẻ là gia đình Hậu đã ly thân 6 năm rồi. Cái ba mẹ ở đâu? Dạ ba mẹ con ở Bình Dương đó má. Vẫn ở Bình Dương. Dạ. Gia đình thì còn một người em trai nữa đang học lớp 8 ạ. Gia đình Hậu đã ly thân như vậy á, thì nếu mà yêu nhau mà đến được với nhau rồi thì bên gia đình mình có cái thông cảm với hoàn cảnh đó hay không? Em Linh trả lời câu hỏi của anh Hậu nha. Thật sự là cái hoàn cảnh hiện tại gia đình em không khác gì nhà anh. Còn Dung, gia đình là mẹ đơn thân, có nghĩa là mình em, còn ba đâu? Ba em cũng có gia đình riêng rồi. Và kiểu em nghe anh chia sẻ thì cũng mình cũng có đồng cảm một chút. Nhưng mà đó. Mẹ làm mẹ đơn thân lúc đó là bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tuổi rồi ạ. 2 tuổi là mẹ dạ, 20 năm. Dạ 20 năm nay. Mẹ em có bước thêm bước nữa không? Dạ không, mà mẹ vẫn ở vậy luôn. Hồi nãy giờ em nghe anh Hậu với bạn Linh với bạn Dung tâm sự thì thật ra gia đình em cũng khá là tương tự như vậy. Là ba mẹ em cũng mới ly thân được khoảng 1 năm nay à. Bạn có bao nhiêu thành viên trong gia đình? Tổng cộng 5 người, ba mẹ và hai em trai nữa. Này là tấm hình lúc này em bao nhiêu tuổi? Lúc này em chưa được 1 tuổi. Thấy cưng quá vậy ta. Nhưng mà bây giờ là trách nhiệm là anh cả đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Anh cả, vậy bạn đã đi làm rồi đủ sức để lo lắng và chăm nuôi cho hai em không? Thật ra là còn một em kế nữa là cũng nhỏ hơn 1 tuổi thôi. Là hai anh em hiện tại nên đi làm để lo cho Út. Cái người em mà kế em á, em nhớ là năm 2012 là lúc đó gia đình khó khăn rồi. Nó phải nghỉ học, nó đi làm, sau đó nó bị tai nạn xe, phải gỡ một bên, một bên sọ ra. Rồi lúc đó gia đình em kinh tế suy sụp đi xuống rồi chính quyền địa phương giúp em của em được gáp cái não lại. Chia sẻ với em nha. Dạ. Bây giờ thì gia đình em ổn lại vậy. Cho coi cái hình gì gia đình sinh động cho vui vui trong coi cưng. Mấy đứa em thì gì coi, em trai của em đâu, cho coi hình em trai coi. Dạ hình em trai đây à. Đây hả? Dạ. Trời ơi em trai. Em trai này là em thứ mấy? Dạ em Út đó ạ. Còn cái em mà bị ráp não? Em này không có để hình mình trong đây. Có hình em lúc bé nè. Ý, cưng. Mâm cơm đó là em nấu hả cưng? Dạ không, mâm cơm này em mua chị. Chứ bạn biết nấu ăn không? Dạ biết ạ. À, bạn này thích chụp hoa thì chị. Dạ đúng ạ, cái này là hình em đi Đà Lạt. Trời ơi, cái hoa dại thương quá, này là một dạng cúc La Mã. Hình như nãy là anh nhớ là Dung em thích đi Đà Lạt phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Anh thì mới đi được một lần thôi, nhưng mà anh sợ anh không dám đi Đà Lạt nữa. Dạ sao vậy ạ? Tại vì anh rất là sợ lạnh. Kỳ này có gấu rồi. Dạ nếu mà có bạn gái thì sẽ dám đi lại. Ấn tượng nhất ai em? Có cảm giác trong người chưa? Em có cảm giác rồi. Linh có cảm giác ấn tượng chưa? Dạ. Hai bạn đều có cảm giác ấn tượng đúng không? Mời giải lao trong vòng ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại coi hai bạn nữ ấn tượng vai nhất. Quay trở lại với Tần Số Tình Yêu, và bây giờ hãy chú ý lắng nghe xem phần ấn tượng của hai người đẹp sẽ thuộc về vị trí thứ mấy. Thanh Dung, em thì muốn tìm hiểu sâu hơn anh số 2 là anh Duy Chính nè. Duy Chính, chúc mừng bạn đã có cơ hội bước vào vòng trong. Còn với Gia Đình, dạ em ấn tượng anh Hậu
số 3. Anh Hậu số 3, chúc mừng bạn Trung Hậu. Chỉ còn một tấm vé nữa mà thôi. Thôi bây giờ phải nhờ đến người phụ nữ đầy kinh nghiệm về tình yêu, tình thương. Chị ấn tượng với chàng trai nào nhất? Để cho bạn Dung và bạn Linh thêm một cơ hội tìm hiểu nữa, chị xin giữ lại bạn số 4. Như vậy, chị Việt Hương đã quyết định giữ lại bạn số 4 là bạn Anh Duy. Chúng ta sẽ... gặp gỡ. Dạ, gặp gỡ anh chàng Châu Phú. Hai chữ nhân duyên kỳ lạ lắm. Lạ như chính cảm xúc của con người vậy. Thích một ai đó đơn giản chỉ bởi trái tim mình rung động. Cảm xúc với cô gái trước mặt anh ngày hôm nay cũng vậy. Khó hiểu, không biết phải giải thích sao, cũng chẳng thể gọi tên. Anh ngồi đó cách em vài bước chân, nhưng chúng ta chỉ dừng lại ở cái chạm mắt. Điển trai đó, không là biên tập viên còn là ca hơn em xin. Trời ơi, cảm giác như thế nào khi mà mình phải nói lời tạm biệt ngay bây giờ? Được đến đây để mà mình có thể là tìm hiểu về một nửa của mình. Nếu như mình được đi tiếp á, thì mình sẽ có thêm một cái cơ hội. Mà nếu không được đi tiếp thì mình cũng được gặp gỡ hai MC rất là xinh xắn, và cũng như là hai bạn nữ cũng rất là duyên dáng của chương trình. Thì đó là một điều rất là may mắn. Chị nghĩ ngược lại đi, hai MC duyên dáng và hai bạn nữ xinh xắn. Ừ rồi. Đố em ai là Dung, ai là Linh? Em chỉ thôi. Em nghĩ Linh là bạn ở bên này. Còn Dung là bạn bên bạc thì bên đây. Vậy là đúng rồi. Vậy là chưa tần số, chưa rung tới. Mặc dù ngày hôm nay chúng ta chưa tìm thấy được tần số trong tình yêu, nhưng còn đây rất nhiều tần số khác ở bên ngoài. Chúc bạn hạnh phúc trong tương lai nha. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Như vậy chúng ta vẫn còn 3 anh chàng để sẵn sàng cho vòng tiếp theo. Đó chính là thử thách của chàng số 7. Ba chàng trai đã bốc thăm và có được những thử thách của riêng mình. Ở vị trí thứ hai, Duy Chính, anh ấy sẽ phải đối mặt với phần hỏi đáp thật là nhanh. Ở vị trí thứ ba, Trung Hậu sẽ phải đối diện với một tình huống xử lý trực tiếp ngay trên sân khấu. Và ở vị trí thứ tư, anh Duy, anh ấy sẽ phải thể hiện một tiết mục về nghệ thuật. Và bây giờ xin mời quý vị đến với phần thử thách của chàng trai mang tên Trung Hậu. Xin mời. Chị là diễn viên kịch cho nên chị có thể ngoắt ngoéo và chị có thể dùng những lời từ đụng chạm em luôn, để mà mình coi thử nếu mà mình gặp một người má vợ, chị vợ, em vợ, nội vợ thì mình sẽ xử lý như thế nào. Và đây là những tình huống chị đưa ra cho nên em có quyền phản bác bất kể em làm gì. Đừng ngại chị nha. Đi đâu vậy Hoàng? Vậy cái gì? Cái bộ đông trùng hạ thảo hôm bữa em mua cho chị á, xài tốt không? Tốt. Em trổ cửa vô nhà chị hả? Nhà chị cửa chánh ở đây mà em vẫn leo rào vô được. Chị thương em quá chừng chị còn giao chìa khóa nhà cho em. Đều hỏi vậy, ba má cũng đều thích hết trơn á Hoàng. Nhưng mà chứ có cái ngặt. Đúng sao vậy? Dung với Ly Linh mình ở nhà đó, nó nói là chị thích thì chị lấy em đi, còn hai đứa nó không thích. Hôm nay là có một cái người bạn nó vô tới giờ. Chả chị thích có mình em mà ngặt vậy đó. Em biết chị thích em bởi vì em bữa nay em mua yến xào cho chị nấu canh ăn cho nó. Trời mát nha. Ơi, công nhận cái thằng dễ thương dễ sợ luôn. Thành ra là bây giờ chị cho em cái kèo trên luôn. Dạ, đúng dạ. Không? Ừ, giờ rồi. Kêu Hậu vô để coi làm lợi em không? Hậu ơi Hậu. Dạ. Em chào chị ạ. Chào anh ạ. Đỡ bờ eo cho bà chị ngồi. Đó thấy chưa? Nãy giờ không mời tôi ngồi vậy. Đâu dám đụng chạm đâu trời. Cái gì? Cậu ngồi xuống đi. Bà má khó lắm. Nói là phải qua được chị hai thì ba má mới cho tụi em quen nhau. Mà ba má với gia đình chị là đều quý hoàng hết. Tiền bạc là em không bằng bên này. Đó. Em được có cái mã đẹp, có sức khỏe không? Là sức khỏe là phải có cho chị. Hết đất cho chị coi 100 cái rồi. Rồi vô. Em xin phép nha. Rồi. Hồi nãy hơi động tay xong rồi bây giờ tới chân á. Anh đâu có biết quan trọng sức khỏe sẵn không chính? Dạ có chị em ơi. Em bước vào đây hết đất cho chị. Dạ. Chính nó cũng mê hai đứa em gái chị lắm. Rồi đến nè. Chưa phép hết rồi. Vô nha. Vô. Hai ba cái. Rồi ngồi xuống đi cưng, ngồi nghỉ mệt. Uống miếng nước đi cưng.